một buổi luyện tập báo động sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Cán bộ chiến sĩ đại đội trinh sát, thông tin, công binh đã thành thục các kỹ chiến thuật. Chỉ trong thời gian ngắn đã xử lý thành công tình huống giả định đặt ra, quyết tâm bảo vệ mục tiêu, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Cán bộ chiến sĩ các đơn vị đã hoàn thành mục đích yêu cầu đề ra. Đơn vị đã tổ chức huấn luyện theo kế hoạch, trong đó tập trung huấn luyện thể lực, kỹ thuật, chiến thuật trinh sát đặc nhiệm nhằm nâng cao bản lĩnh, chiến đấu, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Xác định công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm kế hoạch huấn luyện, chấp hành đúng nguyên tắc, tiến trình và các quy tắc bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động. Qua đó, cán bộ chiến sĩ các đơn vị đã nâng cao trình độ, khả năng chỉ huy hiệp đồng, làm chủ vũ khí trang bị có trong biên chế, vững tâm lý, mạnh về thể lực, xử lý tốt các tình huống, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Trong thời gian vừa qua, thì Bộ Chỉ huy tỉnh đã thường xuyên quan tâm trong các lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức huấn luyện cho lực lượng vũ trang. Và trong đó là quan trọng huấn luyện để làm nhiệm vụ cho các lực lượng, để làm nhiệm vụ sẵn sàng cơ động bảo vệ các mục tiêu quan trọng và đặc biệt quan trọng, để khi có tình huống là sẽ tổ chức thực hiện nhiệm vụ được ngay, bảo đảm hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Từ những chủ trương đúng đắn, giải pháp đồng bộ, tình hình tư tưởng của cán bộ chiến sĩ các đơn vị ổn định, nội bộ đơn vị đoàn kết thống nhất, duy trì nghiêm nền nếp xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu có nhiều chuyển biến tiến bộ, vững chắc, bảo đảm đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.